Xin chào các bạn, mình là Dạy Rèm Thiều Hương. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chi tiết và dễ dàng để các bạn có thể may phần neo giữa và neo hai đầu trong bộ yếm rèm cổ điển. Trong quyển sách giáo trình dạy rèm của Thiều Hương trang số 36 đã vẽ rất là chi tiết. Một khổ vải 1m4 × 1m4 thì sẽ cắt được hai neo. Trên khổ vải vuông 1m4 ta chỉ cần lấy từ trên xuống 100, từ dưới lên 100 và sau đó vẽ chéo là ta sẽ cắt được hai neo hai đầu. Tuy nhiên cách tận dụng vải này thì hai neo nó không đối nhau, vì thế chúng ta nên vẽ 4 neo trên một khổ vải 2m8 thì chúng ta sẽ tận dụng được hai neo đối xứng nhau. Phần neo giữa thì ta làm như sau: cắt một miếng vải dài nhân rộng 55 × 1m3, sau đó chúng ta gập đôi lại theo chiều 55 phân. Một đầu thì ta lấy 25 phân, sau đó nối chéo lại, trừ mỗi đầu đi 7 phân, sau đó đoạn còn lại chia đều cho 3 ly. Chúng ta cùng tiến hành may neo giữa nhé. Xếp 3 ly trụm vào giữa, mỗi ly cách nhau 2 đến 3 cm, hướng mặt phải vải lên rồi may. Chúng ta tiến hành may tua vào đường chéo trước khi tiến hành may ly nhé. Nếu như các bạn làm nghề rèm mà sở hữu quyển sách giáo trình dạy rèm của Thiều Hương thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin làm nghề. Sách có dạy may từ cơ bản đến các loại yếm khó và có kèm video theo. Sách có kèm danh sách các nhà cung cấp nguyên vật liệu vải lớn nhất cả nước. Sách có dạy màn khung và đệm ghế. Hoặc các bạn có thể học nghề trực tiếp tại trung tâm dạy rèm Thiều Hương, có chỗ ở miễn phí, được mình cầm tay chỉ việc và đảm bảo ra nghề. Đó, vậy là đã may xong neo giữa rồi đấy, rất đẹp phải không nào? Phần neo hai đầu, nếu là cửa giữa tường cần trừ một đầu 20 phân che lớp trong, nếu cửa chạm tường thì không cần trừ. Bên còn lại trừ 7 phân, phần còn lại chia đều cho 6 ly. Ly hướng ra ngoài 15 đến 20 phân một ly, khoảng cách mỗi ly cách nhau 2 đến 5 cm và phụ thuộc vào chiều rộng chỗ neo hay số dư của yếm. Hướng mặt phải vải lên rồi xếp từ cạnh dài vào. Rồi, mình là Dạy Rèm Thiều Hương, các bạn nhớ đăng ký kênh để lần sau mình phát video thì các bạn sẽ là những người nhận được sớm nhất và đầu tiên. Có bất cứ câu hỏi nào thì hãy comment xuống phía bên dưới, mình sẽ giúp đỡ các bạn giải quyết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video sau.